Và bây giờ chúng ta sẽ đến các trận đấu chung kết dành cho cả hai bên. Một trận chiến thắng sẽ ý nghĩa dành cho cả hai bên, và chúng ta sẽ tạt một gáo nước lạnh khi mà bên đội bạn bật lên và gỡ hòa tỷ số 2 đều, hay là một tơn và họ bật thần đánh thua 2-0 và bật lại 3-2, và ai sẽ là người mang lại ý nghĩa ở con số 3 đây. Một gáo nước lạnh dành cho đội bạn chăng, hay chúng ta sẽ phải là đau đầu nhức óc với cái tên bật thần thánh của bên đội bạn. Ở chung kết thành cho cả hai bên, Rome Egip là quân bên phía Thái Bình, còn quân của chúng ta là Min và Kata, và Hòa Mai Nhìn thì cầm Min và Tí người cầm Kata. Ở trận quét thì bên đội bạn là người Hồng Anh, người cầm Rome sẽ là người đâm thuê chém mướn cho mèo anh Egip anh cung chăng. Là liệu một bài Kata của Tí có thể là mắc đẹp, mà Hòa Mai Nhìn cũng là một bài tương đối có thể đánh thẳng Nga là không đây. Bác Tí thông báo luôn là bài được, những cây gỗ 75 siêu gần nhà, hiêu đầu 4 con và kết hợp thêm một đôi vòi ngay sau đít 4 con hiêu này khá ổn. Chúng ta đến với bài Hòa Mai Nhi. Rất thích rằng là bài Hòa Mai Nhi nếu như có thể đánh được cung thì càng tốt. Bởi vì chúng ta đánh hai chén thì cái khả năng người ta zoom lên, người ta đánh thẳng phủ, người ta vừa chém sớm và người ta vừa có thể công phủ được, thì sẽ là một chiến thuật rất khó dành cho chúng ta. Thế của chúng ta đẹp nhất sẽ là người Min Hoàn đánh thẳng cung Nga, và một bài kết hợp Kata chém siêu khỏe. Thực ra bài Hoàng Mai Nhị cũng đã có một cái hốc nhỏ vị trí 9 giờ rồi, trong cái hốc đấy cũng là rất tươi, có bãi vàng, có hiêu và quả phụ ở trong đấy thì phải. Và bây giờ thì Hoàng Mai Nhi đá hiêu về gần vị trí BS. Bãi hiêu này chỉ là bãi hiêu phụ thôi. Bằng đóng ghét được vị trí đẹp nhất, và Hoàng Mai Nhi sẽ xua hiêu về một chút. Vâng, có bãi quả, đấy là bãi quả kép của Michael Tí chứ. Đấy là bãi quả kép đấy. Còn Tí có đủ đồ chưa? Còn Tí còn một bãi quả khác và một bãi hiêu khác. Và nếu cần thiết thì Hoàng Mai Nhi nếu mà muốn thì có thể ăn được bãi quả đấy. Vâng, Michael Tí sẽ nhường cho Hoàng Mai Nhi bãi quả này. Để một trận đấu cung Nga thực sự là khỏe đến từ bài của Hoàng Mai Nhi. Ở một tinh thần đồng đội đến từ Mai của Tí. Đấy, cái hốc của Hoàng Mai Nhi đấy, có bãi quả phụ, có hiêu, có vàng, có rực. Cái hốc đánh cung Nga rất là đẹp. Thời điểm đầu, cái gì đây? Vâng, đang có dấu hiệu một tín hiệu vui. Khi meo meo. Vâng, meo meo là người đóng BS ăn chung, khả năng bài meo đang hơi nghèo, người cầm Egip hơi nghèo. Và có chốt một cái BB ở vị trí bãi vàng hay không để cho không đi vào đấy. Còn khả năng thì họ cũng không đi vào đấy đâu, nhưng mà nếu cẩn thận thì có thể sử dụng luôn cái BB bo bế vị trí hốc đấy luôn. Và ngăn chặn cái đường turn đi, người ta vác dân vào đấy ôm bom. Kích D2 là 845.
Ở vị trí nhà chính của Michael Tý thì nhìn thấy hình ảnh bốn con voi trên rất là đẹp. Sau một trận thi đấu chém rất khỏe đến từ Michael Tý đây. Còn chúng ta đang có tín hiệu vui đến từ Mèo khi Mèo là người đặt BS ăn chung. Rồi hình như là ăn cả rừng và ăn cả hươu. Sẽ hy vọng là một trận đấu mà bài Mèo siêu rách siêu lởm, không có thế đánh cùng nữa, thế nhà gọi là chơ lơ, không bo bế. Và thậm chí là đói không lên được đời thì càng vui. Chuẩn bài đánh thằng A rồi. Và A là toàn một vị trí cứng luôn, cái hấp cứng. Và bây giờ thì Hoàng Nhi có thể nâng cấp chặt gỗ luôn. Còn đợi một tí gỗ nữa thôi. Rồi. Còn cung tê của Hoàng Nhi ra là lên nâng cấp công. À, nâng cấp giáp thoải mái cho con cung tê. Hoàng Nhi vẫn còn một bãi hiều bên trong lấy lực. Và bây giờ thì chúng ta đến gặp Michael Tý. Do thủ đến từ bài của Hoàng Anh. À, sẽ không có những cái turn mà chém chéo cánh sớm để cho ekip của Mèo Anh Cung, mà khả năng trận đấu này chưa chắc Mèo là dám Anh Cung cơ. Vâng, nào anh em ta cùng nhau xông va lên, lên được mà bắn thôi. 400 thịt dành cho bài Hoàng Minh, có lên cái giáp không em? Đánh cung rồi. Ai à, một tơn vẩy e khá tinh tế. Có làm con tê khác chưa Hoàng Minh? À, con tê khác đến từ bài Hoàng Minh rồi. À, mất con tê thì gần như lực của Hoàng Minh vẫn khỏe nguyên, chả mất gì cả. Vậy là Mèo vẫn là người đánh cung. Và lên đời trận đấu này thì Mèo cũng lên đời cũng ngang ngang phèo với cả Hoàng Nhi. Đấy là xét về mặt con cung tê. Tý đang bị Hồng Anh đục vào vị trí bãi vàng. Bây giờ thì cố gắng bắt luôn được giò. Michael Tý đang đi ruộng của Mèo. Tý vẫn có thể vừa thủ vừa cung vừa công được. Đằng lạc đà nó đi băm ngựa chém thì nó rất là phê. Và có tên phù thủ đến từ bài của ông anh, nhưng cái phù này đang hơi đen, đang hơi đen, nó không phù được. Hay quá em ơi. Và đây chỉ là hai con cung giờ của một của Mèo thôi. Thằng Tý xin cho hai con lạc đà, có một con lạc đà đứng ở vị trí hấp 9 giờ thôi, một con lạc đà cũng được. Cung A của Hoàng Minh đang đứng ở vị trí trên dốc và bắn xuống. À, xin một hai con lạc đà đứng ở đấy là được rồi. Đứng ở vị trí BA thôi là ổn. Đợi Hoàng Minh lên hai áo thôi. À, một trận đấu mà bài Mèo cũng rất nhếch nhác và đánh thẳng cung. Và sẽ là cơ hội để cho Tý đi băm băm. À, rất đông dân của Mèo đang chạy ở trên bản đồ. À, khoảng độ tầm chục con dân. Và đây là giật chặt gỗ. Cơ hội đến từ bài Katha cân đôi, chưa kể là một bài mà Minoan chúng ta vẫn đang ổn được. Đang tham lại 3-2 và thế cung ai áo đẩy lên thì bắn luôn một con phù của ông anh. Một thế trận và Tý cũng đang rất tự tin cân đôi chính mình đây. Và những tơn vẩy e tinh tế đến từ Hoàng Mai Nhi. Dân ruộng của Mèo sẽ phải nằm xuống. Ba dân đã nằm xuống rồi. Và phù thì cứ để đây, cung A bắn cho. À, thế trận này là Katha và cứ vắt đều hai nhà L là cũng là cân đối được. À, cung với chém bên họ đang đánh tơn quyết định đây. Vâng, tơn này chúng ta chỉ cần bắt hết thôi là họ sẽ quit. Vâng, lạc đà Katha của Tý đang kéo về. Thượng lạc đà đông như giỏi, cái tham lai hơn 3x đến từ Michael Tý. Thế trận này thì càng đánh thì Minoan của Hoàng Minh quăng càng khỏe, còn gần như cái bài Mèo hay ekip nó hơi lởm, càng đánh càng yếu thôi.
Ở trận đấu này tỷ lệ thắng của chúng ta là cao lắm. Chúng ta chỉ cần không bị vấp lỗi gì cả. Và Hoàng Mai Nhi báo về là bắn tổng tất cả 4 con phù đến từ Hồng Anh. Vậy thì phù Hồng Anh trận đấu này quá phế. Ly sai dành cho Memeo rồi. Như vậy là chúng ta quân xấu hơn, nhưng vẫn là một cái gáo nước lạnh và dội thẳng vào đầu của team Thái Bình. Một chiến thắng 3-2 rất là cảm xúc ở trong trận đấu chung kết xe đấu thứ nhất đầu tiên. Nó rất là tuyệt vời. Nó rất may ở trong trận đấu này thì quân bên đội bạn là hai hàng tuyển. Nhưng vấn đề rằng bài của Egip nó cũng lởm khởm thôi. Nó mèo thì chém thì được cầm cung.